Theo thông tin mới nhất, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã mời ekip hỗ trợ các buổi livestream của bà Nguyễn Phương Hằng lên làm việc, lập hồ sơ lấy lời khai. Sau 3 ngày thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục lấy lời khai, thu thập chứng cứ, thực hiện các bước điều tra đối với nữ đại gia về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo điều 331 Bộ luật hình sự. Mới đây, những người phía sau hậu trường trợ giúp nữ CEO thực hiện hàng trăm buổi livestream cũng đã được cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh mời đến làm việc, lập hồ sơ lấy lời khai. Theo đó, những người này theo yêu cầu của bà Nguyễn Phương Hằng giúp nữ CEO quản lý theo dõi sát sao các kênh trang mạng xã hội cũng như lên kịch bản khách mời trong các buổi phát trực tiếp. Quá trình điều tra, công an xác định bà Hằng có tổng cộng 12 kênh bao gồm fanpage Facebook, YouTube, TikTok. Công an sẽ làm rõ ai là người làm kịch bản, cung cấp tài liệu, ai là người khai thác công nghệ đưa lên mạng xã hội. Chưa dừng lại ở đó, công an quyết tâm không bỏ sót một đối tượng nào mà tiếp tục mở rộng điều tra thêm một số YouTuber, TikToker thường xuyên đi theo bà Hằng để chia sẻ thông tin nội dung các buổi livestream. Động thái này cũng đang dần trả lời cho câu hỏi ekip livestream của bà Hằng có phải chịu trách nhiệm. Quá trình điều tra, cơ quan công an sẽ đánh giá từng thành viên trong ekip của bà Hằng có mức độ đồng phạm đến đâu, tham gia giúp sức cho bà Hằng nhiều hay ít và vai trò giúp sức của từng người ra sao để từ đó đưa ra kết luận. Điều 17 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định đồng phạm là trường hợp có hai người trở lên cố ý cùng thực hiện một tội phạm, phạm tội có tổ chức là hình thức đồng phạm, có sự câu kết chặt chẽ giữa những người cùng thực hiện tội phạm. Ngày 24 tháng 3, cả cộng đồng mạng được một phen dậy sóng khi Công an thành phố Hồ Chí Minh quyết định bắt tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng về hành vi thông qua các tài khoản mạng xã hội để phát ngôn trực tiếp thông qua mạng internet, đưa các thông tin chưa được kiểm chứng xúc phạm đến uy tín danh dự của nhiều tổ chức cá nhân. Bên cạnh đó, bà Hằng liên tục sử dụng nhiều từ ngữ tục tiểu để phát ngôn trên không gian mạng, ảnh hưởng đến truyền thống văn hóa dân tộc, gây bất bình trong dư luận. Dù liên tục có những biện pháp khoan hồng, thế nhưng nữ đại gia này vẫn không thực hiện, tỏ thái độ thách thức cơ quan chức năng, coi thường công luận. Rất nhiều đơn tố cáo của các cá nhân tiếp tục được gửi đến các cơ quan chức năng. Do vậy, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh khẳng định Nguyễn Phương Hằng đã có hành vi lợi dụng quyền tự do ngôn luận, tự do dân chủ, xâm phạm đến quyền lợi ích hợp pháp của cá nhân. Hành vi này đã đủ yếu tố cấu thành tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân quy định tại điều 331 Bộ luật hình sự. Vụ việc này cũng là hồi chuông cảnh tỉnh cho đa số người dùng mạng xã hội hiện nay. Từng có nhiều người thản nhiên lên mạng xúc phạm đời tư lên án một ai đó mà không biết rằng mình đang đi quá giới hạn mà pháp luật cho phép, để rồi phải gánh hậu quả pháp lý không mong muốn xảy ra. Nhớ lại những tháng ngày dài bị bà Hằng xúc phạm, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng chua chát, không một ai còn hứng thú hay đủ kiên nhẫn chịu áp lực trước búa rìu của dư luận. Những người nhà già yếu bóng phía dễ tin vội vã phán xét ném đá khiến lòng tin tan biến. Bản thân Hưng vào thời điểm đó cũng phải thu mình lại để cơ quan chức năng dễ làm việc. Hiện những tình tiết diễn biến mới trong vụ việc sẽ liên tục được cập nhật. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.